Bóng đá cười, biên soạn Đặng Việt Thủy, nhà xuất bản Tổng hợp Đồng Nai 2003. Mất giọng. Tại sân vận động thành phố đang diễn ra trận đấu bóng đá quốc tế, trận đấu rất quyết liệt, sôi nổi và hào hứng. Trên khán đài, cổ động viên của cả hai đội ra sức hò hét, thổi kèn, đánh trống cổ vũ không ngừng. Trong số đó có một thanh niên ăn mặc rất là hầm hố, miệng anh ta mở máy làm việc không lúc nào nghỉ, có lúc tiếng anh ta còn át cả tiếng trống. Kết thúc trận đấu, chàng trai đó nói giọng khản đặc với vị khán giả ngồi cạnh: "Hình như tôi bị mất giọng rồi ông ạ." "Ô thế à, vậy anh hãy tìm lại nó ở trong màng nhĩ của tôi đây." Thói quen nghề nghiệp, một bình luận viên tường thuật bóng đá viết thư cho người yêu: "Em, trước mặt anh là tờ giấy trắng, xế về phía cửa là cây bút, anh viết thư, liệu anh có viết ngay không?" "Không, không rồi em ạ, vì có khách." Khách ngồi xuống, anh chuyển hộp thuốc lá cho khách, khách xoay người bật diêm, châm thuốc. Nhiệt độ trong nhà lúc này là 20 độ C, ngoài trời bắt đầu mưa, mưa mỗi lúc một nặng hạt. Cuộc nói chuyện có lúc phải tạm dừng vì tiếng mưa to quá. Tràn rồi, nước ào ạt tràn qua khe cửa vào nhà. Anh và khách cuống cuồng tát nước. Kết quả đến giờ phút này, đợt tấn công của nước vừa qua đã bị chặn đứng. Phong độ. Sau trận đấu, trọng tài chính hỏi ba khán giả quen biết: "Các ông thấy tôi Bắc hôm nay thế nào, vẫn phong độ chứ?" Người thứ nhất nheo mày: "Ông Bắc rất thông dong." Người thứ hai nhăn trán: "Ông Bắc rất thông thả." Người thứ ba gật gù: "Ông Bắc rất thông manh." Lý do ngoài sân cỏ. Trong một trận đá bóng, một khán giả gào lên giận dữ, tống cổ lão trọng tài ra khỏi sân, dần cho lão một trận như tử, đồ bịp bợm, đồ... Khán giả ngồi cạnh phản đối: "Sao anh lại có thể bực bội một cách vô lý với trọng tài như thế? Ông ta bắt trận này cũng được đấy chứ." "Anh đừng có dính vào chuyện riêng của tôi. Gã trọng tài này chuyên ve vãn vợ tôi, chứ có phải vợ anh đâu mà anh biết tức." Thua cuộc là cái chắc. Một cầu thủ lê gót đến xe cứu thương và nói với bác sĩ: "Tôi bị đau ở chân trái, anh hãy cởi tất cho tôi xem." Chàng cầu thủ bèn cởi tất và để lộ chiếc bàn chân đen nhẻm nặng mùi. Vị bác sĩ vừa bịt mũi vừa kêu lớn: "Trời ơi, tôi dám đánh cuộc $100 rằng đây là bàn chân bẩn nhất thành phố." Chàng cầu thủ toét miệng cười: "Ông thua cuộc là cái chắc. Bây giờ xin ông hãy cởi nốt tất ở chân kia của tôi đi, nó còn trên tài bàn chân trước." "Không được đá bóng," một cầu thủ nói với bạn. Bác sĩ của đội nói dứt khoát là tớ không được đá bóng nữa. "Sao thế, ông ấy đã khám kỹ cho cậu rồi à?" "Chưa, nhưng ông ấy đã trông thấy tớ thi đấu." Sự trùng hợp kỳ lạ, một giờ trước lúc tan tầm buổi chiều, ông giám đốc cho gọi tôi đến và hỏi: "Này, cậu đã viết xong báo cáo chưa?" "Dạ." Tôi gãi đầu thành thật: "Chưa xong ạ." Giám đốc sẵn giọng: "Sao lại chưa xong?" Thấy sự việc có vẻ nghiêm trọng, tôi vội thanh minh: "Dạ, vì cậu A giữ mọi tài liệu, số liệu liên quan mà hiện nay cậu ấy lại đến bệnh viện phụ sản thăm vợ đẻ, thế không có ai thay anh ta à?" "Dạ, có cậu B, nhưng cậu ta lại đến phòng cảnh sát giao thông để nhận biển số và giấy phép lái xe máy." "Thế cậu B không dặn ai làm thay mình à?" "Có ạ, cậu ta có dặn lại cậu C. Bây giờ cậu có thể đến gặp cậu C được không?" "Dạ, cậu C đã đến trung tâm ngoại ngữ. C cũng đã dặn lại D, nhưng D phải đi chữa bệnh dạ dày tái phát. Trước khi đi, D đã trao chìa khóa tủ tài liệu cho E. Rất tiếc là E phải ra ga mua vé tàu để sáng mai đi công tác sớm. Bây giờ xin phép giám đốc, tôi sẽ đi tìm cậu E." "Thôi thôi, khỏi cần. Cho tôi xin ly nước nhanh lên." Ông giám đốc nói như quát, rồi gieo mình xuống chiếc ghế bành. Tôi trao ngay cho giám đốc ly nước mát rồi biến nhanh ra khỏi phòng. Qua phòng lễ tân, cô thư ký nhận xét vẻ chăm chọc: "Lạ thật, không biết hôm nay là ngày gì mà mọi người ai cũng bận ghê thế." "Lạ quái gì đâu, tôi đáp, mọi người bận đến sân vận động để xem bóng đá đấy thôi." Cô thư ký nheo mắt cười: "Ồ, hóa ra mọi con đường đều dẫn đến tòa thánh. Đội nào đấu với đội nào hả anh?" Không kịp trả lời cô ta, tôi vơ lấy áo khoác và mũ rồi lao nhanh ra phố để còn kịp đến sân vận động. Giờ đấu chắc sắp bắt đầu. Sợ đuối sức.
Xem tường thuật SEA Games 19 có một pha bóng nguy hiểm, thủ môn đội nhà phải vất vả lắm mới ôm được quả bóng một cách không mấy an toàn. Khi nghe bình luận viên đài truyền hình nói mời các bạn xem lại lần nữa, một khán giả cùng màn ảnh nhỏ la quýnh lên: thôi mà, hai lần được rồi, chứ bắt làm lại lần nữa thì cậu ấy, tức là thủ môn, đuối sức mà chụp hụt một cái thì nguy cho đội nhà lắm. Lý do tuyển chọn, ông bầu của một câu lạc bộ bóng đá nói với một cầu thủ trẻ: tôi nhận anh vào câu lạc bộ với chiếc lưng to như tấm phản, anh quả là một chàng trai thích hợp với công việc. Chàng cầu thủ ngạc nhiên: nhưng ông chưa hề xem tôi đá bóng kia mà, không hề chi, quan trọng là anh có một chiếc lưng đủ rộng cho quảng cáo. Chưa biết mùi chiến thắng, phóng viên thể thao hỏi một cầu thủ: anh cho biết cảm tưởng của anh nếu câu lạc bộ của mình giành được chiến thắng. Tôi chưa bao giờ có được cảm giác đó bởi vì tôi mới thi đấu cho câu lạc bộ này có 3 năm. Nhiều tật quá. Sau trận đấu, một khán giả hỏi trọng tài chính điều khiển trận đấu: ông có bị mù không đấy? Trọng tài quay lại và hỏi: ông vừa nói gì mà tôi không nghe rõ? Khán giả nọ kinh ngạc nói với bạn: tay trọng tài này nhiều tật quá, hắn ta chẳng những bị mù mà lại còn bị nghỉnh ngãng nữa. Ba lần thổi đúng. Trận đấu kết thúc, khán giả bàn tán xôn xao về trọng tài: tay trọng tài ngày hôm nay thổi còi sai bét cả, chẳng đúng lần nào. Khách quan mà nói thì ông ta có 3 lần thổi đúng. Những lần nào? Lần thứ nhất vào lúc khai cuộc, lần thứ hai hết hiệp 1, lần thứ ba kết thúc trận đấu. Lý do bị chửi. Con hỏi bố: bố ơi, tại sao người ta lại xúm vào chửi bới người đàn ông kia thế? À, tại anh ta ném chai nước vào trọng tài. Thế nhưng anh ta có ném trúng đâu, chính vì ném trượt nên anh ta mới bị chửi mắng đấy con ạ. Lý do hóa trang. Sau trận đấu, viên cảnh sát chợt nhìn thấy một người đàn ông lén lút thay quần áo, gắn mổ râu giả và lấy kính râm đeo vào mắt, rồi chuồn ra khỏi sân vận động bằng cửa sau. Chắc mẩm phen này sẽ tóm được một tên tội phạm hình sự, viên cảnh sát quát lớn: đứng lại, anh định làm cái trò gì vậy? Tôi chẳng định làm gì cả. Thế tại sao anh phải cải trang và lén lút chuồn khỏi sân vận động? Tôi là trọng tài điều khiển trận vừa rồi, đám cổ động viên và cầu thủ đội thua, họ đang định lột da tôi nên phải đổi dạng. Lý do vào viện. Hai bệnh nhân mới nhập viện làm quen với nhau, một người nói: xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Văn A, cảnh sát giao thông bị tai nạn ô tô. Còn bệnh nhân kia bị băng bó từ đầu đến chân, Lý Nhí nói: tôi là trọng tài bóng đá, thổi sai một quả phạt đền. Đáng đời. Huấn luyện viên trưởng nhắc nhở trung phong của mình: hôm nay đối phương đưa vào sân một trung vệ thòng mới. Nghe tới đó tay trung phong này nhăn nhó: quả là đáng sợ, tôi biết thằng cha này, hắn có thể đá trúng bất cứ thứ gì chuyển động ở phía trước mặt hắn. Vô tư đi, cậu đâu có chịu xê dịch. Kiến thức của trọng tài. Sau trận đấu, một phóng viên thể thao đề nghị trọng tài: xin ông vui lòng bỏ ra 30 giây để dành cho cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Được thôi, xin sẵn sàng. Tuyệt vời, qua theo dõi trận đấu do ông điều khiển, khoảng thời gian trên cũng đủ để ông kể hết cho chúng tôi về kiến thức bóng đá của ông. Tại sao không phạt? Đội trưởng một đội bóng chất vấn trọng tài: tại sao ông không phạt thẻ đỏ cho hữu biên của đội kia? Hắn ta đá gấu và nguy hiểm quá. À, vì hắn mắc bệnh loạn thị, có giơ thẻ cũng chẳng ăn thua. Để phòng xa, trên khán đài một cổ động viên hỏi bạn: đố cậu biết tại sao vỏ chai nước khoáng lại bằng nhựa để cho rẻ? Đúng một phần, cái chính là để phòng xa, sẽ không gây thương tích cho ai khi các cổ động viên quá khích quăng vỏ chai xuống sân cỏ. Lên đời xuống đời. Trên khán đài, hai khán giả xem bóng đá U19 nói chuyện với nhau: tôi thấy cầu thủ X phải cỡ tuổi 24-25 rồi mới đúng, tại vì cậu ta mới xuống đời mà. Có gì lạ đâu, giống như xe máy vậy, muốn đăng ký được thì phải xuống đời thôi. Tường thuật nhanh quá. Huấn luyện viên của một đội bóng bước vào phòng của bình luận viên truyền hình hỏi: anh không thể bình luận chậm hơn được hay sao? Các cầu thủ của tôi không thể chạy nhanh như thế được. Tường thuật kiểu gì mà bóng còn đang ở trong chân cầu thủ mà ông đã hô vào lưới?
Cháu biết vì sao một cậu bé 5 tuổi có thói quen mút tay, mẹ cậu cản mãi không được, bèn dọa con, nếu con cứ tiếp tục làm như vậy thì bụng con sẽ phình to như quả bóng đá và nổ tung đấy. Ghê thế hả mẹ? Cậu bé hỏi lại. Chiều hôm đó, một bà có bầu sắp đến ngày sinh đến chơi với mẹ cậu bé. Vừa nhìn thấy bà ta, cậu bé liền chạy đến và kêu to với vẻ mừng rỡ. Cháu biết vì sao bụng cô to như thế này rồi. Đội nữ đang tấn công, truyền hình đang trực tiếp bóng đá SEA Games 19. Tôi nghe bên hàng xóm lớn tiếng, con gái để yên ba xem đội nam đá chút nào. Giọng đàn ông, thôi ba cho con xem đội nữ đá đi ba. Giọng con gái, nhưng trận này ba có cá độ. Giọng đàn ông, bây giờ tôi nói để cho con nhỏ và tôi xem đội nữ đá được không? Giọng đàn bà. Tiếp theo giọng của bình luận viên trong TV, đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta đang tấn công. Nhớ lộn. Sau trận thua bị xuống hạng, huấn luyện viên đội A gặp huấn luyện viên đội B nói với giọng giận dữ. Sao anh chơi kỳ vậy? Lượt đi trên sân của anh, đội anh đã thắng, đến lượt về trên sân tôi, sao anh lại tiếp tục thắng chứ? Vậy hả? Thế mà tôi nhớ lộn là phải thua đội C chứ? Trời, anh nhớ lộn kiểu đó nên đội bóng của tôi đi đứt là phải rồi. Anh thông cảm, hột vịt còn phải lộn chứ đừng nói chi tôi. Hãy đợi đấy, một tên trộm nhân lúc chủ nhà mãi xem trận đấu bóng đá qua TV lẻn vào lấy cắp xe đạp. Khi mang xe qua cửa, bỗng thấy chủ nhà hét lớn, việc bị rồi, sao trọng tài không bắt, lạ thật. Máu bóng đá nổi lên, tên trộm ngó vào và cãi lại chủ nhà. Bậy nào, ông việc vị thì có. Ông chủ nhà nhìn ra thấy tên trộm tay dắt chiếc Mifa mới của mình nhưng vẫn cay cú. Tao cuộc, hãy đợi đấy xem quay chậm, nếu sai tao mất không cho mày cái Mifa. Nên trao giải gì? Một cổ động viên bóng đá nói chuyện với bạn. Đối với những cầu thủ có đôi chân tuyệt diệu, ghi được nhiều bàn thắng trong các trận đấu, ban tổ chức đã trao giải chiếc giày vàng. Còn đối với các một số cầu thủ tuy khả năng chuyên môn tốt nhưng vì trót nhận tiền cá độ mà thi đấu không trung thực, không biết nên trao giải gì cho họ. Khó gì, ban tổ chức cứ trao cho họ giải chiếc giày ngậm vàng. Cấm chỉ, ông bầu của một đội bóng nói với bếp trưởng và bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho đội, các anh phải nhớ cải tiến món ăn hàng ngày cho hợp khẩu vị để tăng thêm chất dinh dưỡng và lượng calo cho anh em cầu thủ. À, hàng ngày các anh thường cho anh em dùng những loại thịt cá gì? Dạ, chúng tôi đổi món thường xuyên, hôm thì ăn thịt heo, thịt bò, bữa khác lại dùng thịt gà, thịt ngan. Còn cá, dạ cá lóc, cá chép, chim, thu, nụ, đé, đủ cả. Ông bầu nhăn trán, có loại cá này tôi cấm chỉ các anh cho cầu thủ xài đấy nhé. Cá gì ạ? À? Cá độ. Đội nam, đội nữ, hai cổ động viên nói chuyện với nhau, tớ đố cậu bóng đá nam và bóng đá nữ giống và khác nhau thế nào? Rất đơn giản, giống nhau đều đá bóng, khác nhau các cầu thủ đều là nam hoặc các cầu thủ đều là nữ, không có tình trạng sôi đổ đâu. Nói như cậu thì mình hỏi, đầu gối mình còn ngon hơn, vậy cậu tự trả lời đi, giống và khác nhau thế nào? Bóng đá nam và bóng đá nữ giống nhau ở những điểm, cũng quần đùi, áo may ô, tóc cắt ngắn, cũng mang giày đinh. Các cầu thủ nữ cũng lừa bóng, chơi gót, đánh đầu, tranh cướp bóng quyết liệt, chèn ngã đối phương, cũng sút bóng căng như trái phá. Khi sút bóng vào lưới cũng reo hò, nhảy cẩn lên, ôm hôn nhau, ngã dúi, ngã dụi. Thế còn điểm khác nhau không chỉ khác về giới tính mà còn có muôn vàn điểm khác nhau. Thí dụ, khi mệt các cầu thủ nam có thể vén áo lên lau mồ hôi, khi sút tung lưới đội bạn, các cầu thủ nam vì quá vui sướng mà có thể cuốn áo lên che đầu chạy khắp sân, còn các cầu thủ nữ thì không dám đâu. Còn khác nữa không? Có chứ, chẳng hạn khi bị phạt ở gần khung thành, để bảo vệ cầu môn, các cầu thủ cả nam và nữ đều dàn hàng ngang làm hàng rào che chắn. Họ chỉ khác nhau ở chỗ đặt tay, họ đều đặt chéo hai bàn tay kia mà. Đúng vậy, chỉ khác là các cầu thủ nam thì che ở dưới bụng, còn các cầu thủ nữ lại che ở hai bên ngực. Họ vừa phải bảo vệ khung thành, vừa phải bảo vệ mình.
cho miễn đấu loại. Chàng và nàng yêu nhau say đắm, chàng ở đội bóng đá nam, nàng cũng ở đội bóng đá nữ. Một buổi tối đi chơi, nàng nói với chàng: ghét anh ghê, chưa qua bán kết đã vào chung kết rồi. Nói không nghe, em sẽ rút quyền thi đấu đấy, vô tư đi. Anh đã được các cụ FIFA hai nhà cho miễn đấu loại để dành sức khỏe. Nghe cô A than thở, cô B liền thắc mắc: sao, có chồng là một cầu thủ bóng đá lừng danh mà cậu còn buồn à? Cô B thở dài: tối nào hắn cũng bảo để dành sức khỏe cho trận thi đấu sắp tới, nước non gì. Đẻ không đúng lúc, chị vợ nói với chồng: mình ạ, tháng sau là em sinh con đó, anh đã chuẩn bị được gì chưa? Chuẩn với chẳng bị, tôi đã dặn cô là phải kế hoạch hóa rồi cơ mà. Ồ, anh lạ nhỉ, từ thằng cu đầu lòng đến giờ đã hơn 6 năm, thế là quá kế hoạch rồi còn gì. Tôi biết, nhưng cô có biết tháng sau là tháng gì không? Tháng hạn hả anh? Chị vợ lo lắng hỏi. Trời ơi, thế mà cũng đòi là vợ tôi, đẻ cũng phải biết chọn dịp chứ, tháng sau là World Cup, trời ạ. Vẫn còn thua bố. Một buổi tối, hai mẹ con nhà kia đang ngồi nhà xem bóng đá giải vô địch quốc gia qua TV. Trận đấu này có bố đứa bé tham gia thi đấu. Thằng bé nói với mẹ: cầu thủ nào đá cũng hay mẹ ạ, nhưng vẫn còn thua bố. Con chỉ được cái nịnh bố là giỏi. Thật đấy mẹ ạ, bố được thẻ vàng nhiều hơn họ. Đá kém quá, một trung phong thi đấu quá kém nhưng lại đổ lỗi trận thua cho trọng tài. Anh ta lớn tiếng đe dọa: sau trận đấu nếu ông vô phúc đi ngang qua phòng thay quần áo, tôi sẽ cho ông một cú đá nhớ đời. Ông trọng tài bình thản trả lời: ồ, cậu đừng cố gắng một cách vô ích, căn cứ vào trận đấu vừa qua cậu không thể nào đá trúng tôi đâu. Máu nhiễm vi khuẩn. Thời điểm sôi động các trận bóng đá SEA Games 19, một ông cuồng nhiệt ném giày dép từ ban công xuống dòng người diễu hành dưới phố. Bao nhiêu giày dép mới cũ trong nhà ông ta đều lôi ra ném hết. Người ta xông lên túm lấy ông ta và cho xe đưa vào bệnh viện. Bác sĩ ghi vào bệnh án: máu nhiễm vi khuẩn hình túc cầu. Thua được cũng có lời. Chàng và nàng quen nhau đã lâu nhưng chưa trao tình. Xem TV, chàng cùng nàng cá độ trận đội A gặp đội B. Ai thắng có quyền ra lệnh cho người kia. Nàng chọn đội A, chàng chọn đội B. Kết quả đội B thắng 4-0. Chàng bắt nàng đưa má để chàng hôn. Nào, hãy nhắm mắt lại đi. Nàng ngoan ngoãn làm theo. Chàng mạnh dạn hôn nàng chiếc hôn đầu tiên, kèm theo 3 chiếc nữa cho đủ 4-0. Để chàng hôn xong, nàng tác yêu chàng: trận tới chúng mình lại cá độ nghe anh. Mẹ cứ yên tâm, cô gái đưa người yêu là cầu thủ hậu vệ của một đội bóng về ra mắt bố mẹ rồi xin phép đi chơi. Bà mẹ dặn dò: hai đứa bay đi, nhớ đừng về quá khuya và đừng đưa nhau đến những nơi vắng vẻ. Bây giờ bọn trộm cướp, trấn lột hoạt động ghê lắm. Mẹ cứ yên tâm, trong mấy trận đấu vừa rồi, ba cầu thủ đối phương to khỏe, dũng mãnh thế mà vẫn bị anh ấy đốn ngã, phải cán ra ngoài sân. Chuyện nhỏ có gì mà mẹ phải lo. Chơi cho đội nào? Trong giờ học, thầy giáo hỏi học sinh: em hãy kể đôi nét về nước Cộng hòa Pháp. Dạ thưa thầy, nước Pháp có quyền tự hào về những cầu thủ lừng danh của mình, tên tuổi của những ngôi sao bóng đá như Platini, Tigana, Giresi mãi mãi sáng chói. Những cơn sóng tố mà họ tạo ra trên sân cỏ đã đi vào huyền thoại và trở thành những mẫu mực cho các thế hệ bóng đá noi theo. Em nghĩ rằng tại giải vô địch bóng đá châu Âu lần này chiếc cúp vàng. Thôi đủ rồi, em hãy kể những điều mà em biết về Napoleon Bonaparte. Dạ thưa, anh ta chơi cho đội nào ạ? Con sẽ dùng đầu. Ông bố nhắc cậu con trai mãi đá bóng hơn học bài. Này con, từ sáng tới giờ bố chỉ thấy con vận dụng đôi chân mà chưa dùng đến cái đầu. Bố cứ yên trí, nhất định con sẽ dùng đến nó nếu đối phương chuyền bóng bổng. Khán giả và cầu thủ. Một quan chức thể thao nói chuyện với bạn: việc chỉ đạo phong trào bóng đá của ta bây giờ khó quá để đáp ứng yêu cầu của bóng đá hiện đại và nhu cầu ngày càng cao của đông đảo những người hâm mộ. Quả là một vấn đề không đơn giản chút nào. Đúng vậy, sự bùng nổ của các phương tiện thông tin, nhất là vô tuyến truyền hình, đã làm cho các khán giả của ta tiếp cận với bóng đá thế giới một cách cập nhật. Và khó khăn của chúng tôi có lẽ cũng bắt đầu từ đây. Vị quan chức thể thao tiếp lời, ông muốn nói về độ vênh giữa khán giả và cầu thủ.
Chính thế, khán giả của ta bây giờ đã đạt đến trình độ quốc tế, trong khi đó trình độ của cầu thủ mới đạt ở mức nội địa. Bán độ, hai cổ động viên nói chuyện với nhau, cậu biết không, vừa qua dư luận xôn xao về những vụ gian lận trong bóng đá dẫn đến làm sai lệch kết quả trận đấu, người ta gọi đó là những cuộc bán độ. Người bạn gật đầu, đúng vậy, không phải chỉ có bóng đá ở ta mới có bán độ, mà nhiều nước trên thế giới cũng xảy ra tình trạng này, thậm chí nó còn kinh khủng hơn nhiều. Bóng đá là thế mà, làm gì có chuyện buông xuôi như thế. Thế cậu đã nghe câu châm chích ngôn kiểu này chưa? Câu gì? Câu phi bán độ bất thành bóng đá. Lợi thế, trước trận đấu các cầu thủ nói chuyện với nhau, trận này ta phải cố gắng vì có rất nhiều lợi thế. Ví dụ, đấu trên sân nhà, khán giả nhà, còn trọng tài nhà, gì nữa, đấu với đội nhà. Hâm mộ quá, sau trận đấu phóng viên một tờ báo trong nước hỏi một người nước ngoài ngay tại sân cỏ, anh thấy người dân ở đây thế nào? Vị khách ngoại quốc nhún vai, họ rất hâm mộ bóng đá. Anh có thể cho biết dựa vào đâu mà lại có kết luận như vậy? Rất đơn giản, một trận bóng đá bét như vậy mà họ cũng đủ kiên trì ngồi coi từ đầu đến cuối trận đấu. Nghiện SEA Games. Trong giờ địa lý, thầy giáo hỏi một học sinh, em hãy cho biết nước Việt Nam nằm ở đâu? Thưa thầy, Việt Nam mình ở bảng B, gặp Malaysia, Indonesia, Lào và Philippines ạ. Trận đấu ấn tượng, phóng viên hỏi một cầu thủ, trong cuộc đời cầu thủ, trận nào anh nổi tiếng và gây ấn tượng nhất? À, đó là trận mà tôi làm ban tổ chức buộc phải thay trọng tài chính, trọng tài thứ hai vào sân, phạt thẻ đỏ và đuổi tôi ra sân. Vậy trọng tài thứ nhất lúc đó làm gì? Người ta chở ông ấy đi bệnh viện. Bản lĩnh, một người nói chuyện với bạn, lạ thật, ông diễn giả kia bị la ó và huýt sáo ầm ĩ mà vẫn cứ vừa cười vừa nói được. Thế ông không biết xưa kia ông ấy là trọng tài bóng đá à? Đối thủ hết đường gỡ, cả nhà dán mắt vào TV coi tường thuật trực tiếp trận bóng đá Việt Nam với đội nước ngoài. Mới đến phút thứ 10, tiền đạo đội nhà đệm bóng vào lưới ghi bàn, cả nhà hét ầm, vỗ tay như sấm rền. Bất ngờ cu tí nhào tới tắt TV, cả nhà ngớ người sửng sốt, cu tí giải thích để cho đội khách hết đường gỡ luôn. Cũng xem bóng đá, một anh chàng đến nhà bạn chơi, thấy con mèo đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc tivi, bèn hỏi, này con mèo nhà cậu ngủ khiếp thế, hôm nay không thấy nó kêu như mọi khi. À, nó mệt đấy cậu ạ. À, sao vậy? Có gì đâu, tối qua cu cậu xem bóng đá cả đêm. Quá mê cá độ, hai thanh niên gặp nhau. Tôi với anh cá độ, trận chung kết đã xong còn gì để cá. Tôi với anh đều mê cá độ nên vợ bỏ nhà ra đi. Tôi cá với anh, vợ ai về nhà trước người đó thắng cuộc. Ok, chơi luôn. Cái đầu, bình luận viên bóng đá của đài truyền hình đang cao hứng la lớn. A đang có bóng, anh đi thật nhanh bên cánh phải, truyền qua B đang lao lên. B tạt bóng vào khu 16m50 cho C. A, một cái đầu đưa lên, không thấy gì ráo. Không thấy gì ráo là do cái đầu của khán giả nào, cứ tới phút nguy hiểm lại ló lên, che cả ống kính camera nên chẳng thấy gì cả. Lý do đến trễ, quản đốc hỏi một công nhân tại sao sáng nay anh đi làm trễ. Dạ, tôi gần sáng ngủ thiếp đi và mơ thấy mình đang xem một trận bóng đá. Trọng tài cho đá thêm 2 hiệp phụ, vì vậy tôi không thể bỏ đi khi trận đấu chưa kết thúc. Ai lấn sân, một thanh niên hỏi nữ cầu thủ bóng đá. Bóng đá là nghề của phái nam, sao các cô lại lấn sân? Các anh đã lấn sân của tụi em thì có, nào nấu ăn ở nhà hàng, khách sạn, cắt may quần áo, tạo mẫu thời trang, uống tóc. Bây giờ phái nam lại lấn cả sang các lĩnh vực, đeo khoen tai, kẹp tóc, đi thẩm mỹ viện. Em đã ghi tên, một cô gái nói với người yêu là trọng tài bóng đá. Anh yêu, hôm nay em có xem trận đá bóng do anh làm trọng tài chính, vậy hả? Em thấy thế nào? Em đã ghi tên anh đi khám ở bác sĩ chữa mắt rồi. Lời dặn của huấn luyện viên, sau một trận đá bóng thua với tỷ số quá đậm, huấn luyện viên nói với các cầu thủ, tôi đã dặn các anh rồi, phải chơi như chưa bao giờ chơi bóng đá, chứ không phải dường như chưa bao giờ chơi. Ai kém hơn, chồng là cầu thủ bóng đá nói với vợ là tự vệ vừa đi bắn đạn thật về. À, em bắn thế nào mà kém thế, bài 1 ban ngày bia số 4 to như thế mà bắn trật ra ngoài hết.
anh còn kém hơn em cầu môn to như vậy mà anh còn đá thiếu chính xác, bóng vọt xà ngang ra ngoài, cự ly chỉ khoảng 20m chứ có như bắn súng của em đâu. Điều ước đơn giản, đội X đang thi đấu giải lớn nên các cầu thủ đều bị quản lý chặt, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Đêm Giáng sinh toàn đội có buổi họp mặt lãnh đạo đội nói vui. Thí dụ tôi là ông già Noel, các bạn sẽ ước gì nào? Đơn giản lắm ạ. Tốt, đơn giản luôn là kim chỉ nam của đội ta mà. Các cầu thủ đồng thanh ước, ước sau ông già Noel của năm nay, năm sau đừng xuất hiện nữa ạ. Yêu bóng đá, hai người bạn gái nói chuyện với nhau. Này, nghe nói cậu thích bóng đá lắm phải không? Niềm vui duy nhất của tớ đấy. Thế trận nào cậu cũng cùng chồng tới sân xem mà không? Việc ấy là của lão nhà tớ, còn với tớ thì đó là khoảng thời gian mà ông bồ và tớ thoải mái, không phải lo lắng gì cả. Ít nhất chúng tớ có 90 phút an toàn. Cuộc mua bán có hiệu quả. Chủ tịch hai câu lạc bộ bóng đá nói chuyện với nhau. Năm nay cậu đã mua được cầu thủ nào có giá để tăng cường cho đội nhà chưa? Có những ba cơ nhưng mà là ba trọng tài. Sở thích khác nhau, chồng thích xem bóng đá, vợ thích xem cải lương. Một hôm anh chồng rủ vợ đến sân vận động xem đá bóng. Lúc về anh chồng hỏi vợ, thế nào, em thấy có thích không? Chị vợ lắc đầu, chẳng hay, chẳng có diễn viên nào đẹp. Hôm sau chị vợ rủ chồng đi xem cải lương. Xem xong lúc ra khỏi rạp, chị vợ hỏi, thế nào, anh xem có hay không? Anh chồng thủng thẳng nói nhát gừng, chẳng thích, chẳng có pha nào hấp dẫn. Thí dụ, ngồi xem bóng đá, chị vợ hỏi anh chồng, bình luận viên nói cầu thủ bị phạt việt vị, vậy việt vị là thế nào hả anh? Giải thích hơi khó, thí dụ như nhà nước khuyên mỗi gia đình có nhiều nhất hai con, mình vẫn cứ sanh con thêm là phạm lỗi việt vị. Ghen, một anh chồng mê gái nhưng lại hay ghen vợ, ngồi xem bóng đá thấy vợ mình cứ tấm tắc khen cầu thủ A đẹp trai lực lưỡng, cầu thủ B có thân hình đẹp, bộ giò ngon, anh chồng nóng mắt. Em buồn cười thật, xem bóng đá thì phải khen người ta đá hay, đá giỏi, lừa bóng khéo, đằng này chị vợ đây lại thì cũng như anh xem thi hoa hậu ấy thôi, em chẳng thấy anh quan tâm đến câu trả lời ứng xử. Thậm chí cả tà áo dài của họ anh chỉ suýt xoa khi các nàng trưng ra bộ đồ tắm hai mảnh khoe cặp đùi bộ mông. Ngỡ ngàng, một bà chủ mời thợ về nhà sửa tivi. Tivi vừa mới chữa xong thì có tiếng ông chồng mở cửa ra về. Bà chủ vội nói với anh thợ, thành thực xin lỗi anh, nhà tôi đã về. Ông ấy là chúa hay ghen tuông, phiền anh tạm lánh, chờ lúc nhà tôi không để ý, chuồn ra là ổn nhất. Anh thợ sửa tivi cực chẳng đã, đành nắp xuống dưới bàn để tivi. Ông chồng bước vào nhà liền bật ngay tivi để xem tường thuật bóng đá. Trận đấu rất hay, nhiều pha gây cấn quyết liệt. Anh thợ ngồi dưới gầm bàn vừa tức vừa nóng. Cuối cùng hết chịu nổi, anh ta chui ra khỏi bàn, bước qua mặt ông bà chủ. Ông chủ sửng sốt ngỡ ngàng nhìn anh ta, nhìn tivi rồi nhìn bà chủ, thẳng thốt hỏi, này bà, tại sao tôi không thấy trọng tài thổi còi đuổi tay này ra khỏi sân nhỉ? Bà nó có nhìn thấy không? Ngang tầm, cầu thủ bóng đá nói với bạn là võ sĩ quyền Anh. Bây giờ nhiều môn thể thao đã cải tiến luật thi đấu, rõ nhất là trong bóng đá, võ sĩ quyền Anh ngắt lời. Đâu chỉ riêng bóng đá, mới đây có võ sĩ đã dùng răng cắn sức tai đối thủ. Không biết hội quyền Anh thế giới có chấp nhận đó là một cải tiến hay không. Nếu được chấp nhận thì hành động đánh trọng tài trong bóng đá cũng có thể xem là một cải tiến ngang tầm với cắn tai. Sau 20 năm, một danh thủ bóng đá nổi tiếng đang bắt tay người hâm mộ. Một cô gái trẻ nói với anh ta, tôi ngưỡng mộ anh đến nỗi tôi đã xăm mặt anh lên ngực trái của tôi. Ồ, thật là một ý tưởng tuyệt vời. Sau đó một giờ, khi ngồi trên xe, thấy danh thủ đó ngồi trầm ngâm với dáng suy tư. Một người bạn hỏi, sao cậu buồn vậy? Tôi nghĩ đến khuôn mặt của tôi 20 năm sau. Từ điển siêu tưởng của chàng cầu thủ, gặp gỡ, giao hữu, điểm hẹn, sân cỏ, mối tình tay ba, giành giật bóng, ăn cơm trước cảng, việt vị, thách cưới, chiếc giày vàng, theo dõi chồng cặp bồ, kèm người, sinh đẻ vỡ kế hoạch, vọt xà ngang, đi với bồ, thay người, đêm vợ giận, thẻ đỏ rời khỏi sân, mẹ vợ mắng trọng tài thiên vị, chia tay lên đường về nước, gặp lại thi đấu lượt về.
sinh viên và bóng đá, sinh viên dạy kèm, huấn luyện viên, sinh viên được lên lớp, trụ hạng, sinh viên có học bổng, lên hạng, sinh viên lưu ban, rớt hạng, sinh viên quay cóp bị bắt, mắc 7 việt vị, sinh viên bị đánh, dấu bài thi, thẻ vàng, sinh viên bị đuổi khỏi phòng thi, thẻ đỏ, sinh viên thi lại lần 1, đá lượt về, sinh viên thi lại lần 2, tranh cúp liên lục địa, sinh viên được nội trú vị trí chính thức trong đội tuyển, sinh viên tiếp khách trong phòng, lợi thế sân nhà, sinh viên gây sự, truy cản trái phép, sinh viên có bồ, cặp tiền đạo lý tưởng, sinh viên bị bồ đá, chấm dứt 90 phút thi đấu, sinh viên bị gọi lên phòng giáo vụ, đối mặt với thủ môn, khi túi sinh viên rỗng, chấm phạt đền, sinh viên được đăng báo, ghi bàn. Luật mới, trận đấu bóng đá đang diễn ra sôi nổi, một cầu thủ một mình một bóng đối mặt với thủ môn và tung chân sút, thủ môn phản xạ kịp thời tung người lên và đấm bóng ra, một cổ động viên hét lên, manh thủ môn rồi trọng tài ơi. Trọng tài dạy con, sau khi về nhà, ông trọng tài bóng đá gọi lũ nhóc đến nhà, quả mắng, dùng toàn thuật ngữ về bóng đá, tao đã cấm chúng bay xa khỏi vòng cấm địa tại nhà, tại sao dám đi tấn công trẻ hàng xóm, đồ vô kỷ luật, tao cảnh cáo, bay lần thứ nhất, nếu tái phạm sẽ loại bay ra khỏi nhà, nghe chưa, mắng con xong, ông gọi vợ đến và nói, tôi phải phạt mình mới được, mình làm thủ môn như vậy còn lỏng lẻo lắm, phải có cái nhìn bao quát như thủ quân bóng đá, đừng để lũ nhỏ quấy rối, hàng xóm phải áp dụng kỷ luật với chúng, nếu cần, nên treo giò chúng một thời gian, đừng để chúng làm vua phá xóm. Euro là... Tại quán bún riêu, một bà khách nói với bà chủ quán, chẳng biết Euro Euric gì mà cha con nhà nó thức đêm, thức hôm la hét rần rần làm tôi không thể nào ngủ được. Bà bán bún riêu tỏ vẻ bất bình, chị nói sao ấy chứ, đội Euro đá hay ra trò, các cầu thủ làm bàn mới đẹp làm sao, coi đã lắm. Nói đến đây, cảm thấy bà khách có vẻ nghi ngờ, bà bán bún riêu nói tiếp, nước Euro ở tận bên châu Phi ấy, tụi châu Phi đá banh ghê lắm. Áp dụng bóng đá, bà chị nói với em gái này, dì áp dụng như thế nào mà không cần đến các biện pháp tránh thai, vẫn đạt hiệu quả cao. Có gì đâu, em áp dụng theo bóng đá, phòng thủ chặt, phản công nhanh, kèm đối phương chắc, cướp bóng quyết liệt, không cho xâm nhập vào vùng cấm địa, bảy việt vị tốt, không sơ hở, khép góc kịp thời, như vậy khi đối thủ sút, bóng bay ra ngoài, bóng chạy ra ngoài, vậy là thành công. Méo mó nghề nghiệp, chàng mê bóng đá hỏi người yêu là nhân viên quầy thực phẩm, xem bóng đá em thấy làm bàn bằng đầu và sút bằng chân cái nào giá trị hơn, tất nhiên là bằng đầu, tại sao? Vì một cái thủ bao giờ cũng giá trị hơn một cái chân giò, hơn nữa cái thủ có biết tính toán thì cái chân giò mới sút tung lưới đối phương được chứ. Xin mẹ yên tâm, ba mẹ vợ nói với chàng rể tương lai là một cầu thủ bóng đá, lấy con gái tôi về, anh đừng cư xử với nó như với một quả bóng đấy nhé. Dạ, xin mẹ yên tâm, đời nào con lại để vợ mình lọt vào tay thủ thành đối phương. Đá banh nể. Giải bóng đá nông dân quê tôi đang hồi quyết liệt trong một trận đấu giữa hai cấp được nửa hiệp nhất. Bỗng có tiếng một lão nông ở khán đài, thằng áo xanh đeo số 10 đá dở quá, thằng bầu đâu thay đi. Ông bầu kim luôn huấn luyện viên đáp, thưa bác, thằng đó con anh Tư trưởng ban, còn thằng số 7 cũng dở tuốt. Dạ, nó là con của chị hai hội trưởng, hết ý kiến, lão nông vuốt râu, vậy chắc mẩm thằng thủ môn là con của tay tổ trưởng, tổ đang cần xé. Cần gì phải đi? Vợ nói với chồng là trọng tài bóng đá nghiệp dư, chủ nhật nào ông cũng bỏ vợ con ở nhà để đi thổi còi cho các trận đấu ở đây đó. Những cái tạt tai, mấy cú đá đít và những lời chửi rủa mà ông đã nhận được từ các trận đấu đó thì ở nhà ông cũng có thể nhận được, cần gì phải đi mà còn phải chạy bở hơi tai suốt trên sân nữa chứ. Đội nào thắng? Buổi sáng sau đêm diễn ra trận chung kết Euro 96, con hỏi bố, bố ơi đêm qua đội nào thắng? Ông bố trả lời với giọng rầu rĩ vì thua cá độ. Đội Đức đoạt cúp, đội Séc không đoạt cúp, còn đội bố mày bị mất chiếc cúp. Thuộc lầu,
Buổi sáng ông bố đi làm dặn cậu con trai phải học thuộc từ bảng 1 đến bảng 5, tối về ông bố kiểm tra bài con thuộc 5 bảng chưa, lại bố kiểm tra. Rồi bố ạ, con đã học thuộc lầu, cậu con trai trả lời. Vậy con đọc cho bố nghe bảng 5. À, bảng 5 còn gọi là bảng E, gồm Hà Lan, Bỉ, Hàn Quốc và Mexico ạ. Thì ra thằng nhỏ đã thuộc lầu các bảng của vòng chung kết Mondio 1998 diễn ra ở Pháp. Thủ môn đánh vợ. Ông bố vợ nói với con rể là một thủ môn bóng đá. Anh là một thủ môn có tiếng, anh chỉ được phép đấm bóng ở trong vòng cấm địa. Tại sao lại đấm vào mặt vợ anh thâm tím như thế? Dạ, tại vì con và cô ta đang xem lại cuốn băng ghi hình trận thi đấu của đội con. Đến đoạn trung phong của đội bạn sút bóng căng như trái phá, con nhảy ra bắt bóng trượt chân, đầu đập vào cột dọc ngã xuống, bóng nằm gọn trong lưới. Cả cầu trường reo hò ầm ĩ, cô ta cũng nhảy cẩn lên mà vỗ tay. Em cứ yên tâm, chị vợ một cầu thủ nọ đang mang bầu đã đến ngày sinh nói với chồng. Em đau bụng dữ lắm anh ạ, có thể chiều nay sẽ sinh con. Chẳng biết anh có dám hy sinh trận đấu bóng chiều nay để đưa em đi viện hay không? Anh chồng trả lời với giọng bình thản. Em cứ yên tâm, ngay sau khi trận đấu kết thúc, anh sẽ có mặt ở nhà để đưa em đi bệnh viện. Tiến thoái lưỡng nan. Vợ một huấn luyện viên bóng đá hỏi chồng, em nghe nói anh định rời bỏ đội bóng để ra đi có phải không? Huấn luyện viên thở dài, anh hiện đang bị rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu anh ở lại với đội bóng hiện nay và đội bị xuống hạng thì anh sẽ bị mất mặt. Ngược lại, nếu anh ra đi và đội lại lên hạng thì danh tiếng huấn luyện viên của anh còn đâu nữa. Chuyển nghề. Huấn luyện viên nói với thủ môn, này cậu, theo tôi thì cậu nên chuyển sang làm nghề bảo vệ nhà hàng, chứ không nên trấn giữ khung thành nữa. Tại sao lại thế ạ? Tại vì ở đó cậu có thể để khách hàng vào càng nhiều càng tốt. Leo vào leo ra. Sau trận đấu mọi người chen chúc nhau để ra khỏi sân vận động. Một thằng nhỏ vội trèo tường để ra cho nhanh, người giữ trật tự trông thấy quát lớn. Này oắt con, mày không thể vào lối nào, thì ra lối ấy hay sao? Thằng nhỏ ngoái cổ lại cãi, thì chính cháu đang làm cái điều mà bác vừa nói đấy thôi. Bác nhầm còn hơn, con hỏi bố, vừa rồi trọng tài bác nhầm việc vị phải không bố? Đúng, ông bố trả lời, tại sao lại thế ạ? À, đó là kiểu bác nhầm còn hơn bỏ sót đấy con ạ. Chuyển nhượng. Một cầu thủ trẻ về nhà với bộ mặt rầu rĩ như đưa đám. Ông bố vội hỏi, sao buồn thế con, chắc lại thua à? Không ạ, nhưng từ ngày mai con lại phải thi đấu cho một đội bóng khác. Thế họ bán con cho đội bóng khác hay sao? Họ cho không. Không có bạn chơi. Một cậu bé 8 tuổi mắt đỏ hoe đứng ở bên đường. Một phụ nữ đi qua thấy vậy hỏi, tại sao cháu lại khóc? Bởi vì không có ai muốn đá bóng với cháu. Cháu đến tìm bạn Bi xem, nó đá bóng cũng tốt lắm. Hôm qua cháu đã đá bóng với nó và cháu tin là nó không thể ra viện vào ngày hôm nay. Bóp bóng. Đầu giờ làm việc, mấy chị em cùng phòng sôi nổi bàn luận với nhau về đề tài thể thao nhân dịp cơ quan vừa tổ chức hội thao. Các chị em này đều có chồng tham gia vào các đội bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn của đơn vị nên cuộc bàn luận cứ nổ như ngô rang. Các chị đua nhau khen anh C đá bóng đẹp, anh K đội bóng chính xác, anh X đập bóng tốt, anh Y ve bóng chuẩn. Bỗng một chị quay sang hỏi cô H vẫn ngồi yên lặng không góp chuyện vì cô có chồng làm ở cơ quan khác. Này, thế còn ông xã nhà em có biết chơi môn thể thao nào không? Cô H thủng thẳng đáp, dạ chồng em không có tài đá bóng, đội bóng, đập bóng, ve bóng như mấy ông xã nhà các chị. Chồng em chỉ được cái khoản bóp bóng là tài thôi ạ. Nghe vậy mấy chị đều tròn xoe mắt ngạc nhiên. Bóp bóng, em chỉ được cái hay tếu. Thế đó là môn thể thao gì vậy? Cô H mỉm cười, chẳng là môn thể thao nào cả. Nhà em là bác sĩ làm ở khoa gây mê hồi sức của bệnh viện tỉnh.
Sự cố trên sân, trận đấu bóng đang diễn ra quyết liệt, các cầu thủ cả hai đội đều có những pha vào bóng khá thô bạo. Bỗng một cầu thủ ngã lăn lộn trên sân cỏ, hai tay ôm chặt lấy bụng. Trọng tài thổi phạt đội bạn và ra hiệu cho các nhân viên y tế vào để khiêng cầu thủ bị ngã ra sân. Ngoài sân, sau khi được chăm sóc, cầu thủ vừa bị ngã đã ngồi dậy, nhưng tay vẫn ôm bụng. Huấn luyện viên đến hỏi, cậu vẫn còn đau à, có thể vào đá tiếp được không? Dạ, đá được, nhưng là nhưng thế nào? Em bị đứt chun quần. Nha sĩ và bóng đá. Tại phòng chữa bệnh của một bác sĩ nha khoa, đến lượt chàng thanh niên vào để chữa răng. Anh ta sợ sệt ngồi vào ghế, nhưng bác sĩ lại tươi cười thỏa thuận. Này cậu, hễ tôi mở máy hàng răng thì cậu cứ kêu toáng lên nhé. Thưa bác sĩ, có đau lắm không? Sao lại phải làm như vậy ạ? Có gì đâu, chỉ còn 20 phút nữa là trận bóng đá bắt đầu. Trong khi đó ở ngoài kia còn những 5 bệnh nhân nữa chờ khám, cậu không thấy sao? Chọn thẻ gì? Hai đội tranh cướp bóng quyết liệt, một cầu thủ đã vào bóng một cách thô bạo, đốn ngã cầu thủ của đội bạn. Trọng tài thổi còi dừng trận đấu. Cầu thủ phạm lỗi năn nỉ, em biết lỗi rồi, trọng tài tha cho em. Trọng tài hỏi nửa đùa nửa thật, bây giờ anh thích thẻ vàng hay thẻ đỏ? Cầu thủ phạm lỗi gãi đầu, dạ thưa anh, em thích thẻ tín dụng. Ai sợ nhất? Đêm khuya, ba bố con ngồi xem tivi tường thuật tại chỗ trận chung kết giải vô địch bóng đá thế giới. Đứa con nhỏ hỏi, trong trận đấu mỗi khi có cầu thủ ghi bàn thì ai là người sợ nhất hả bố? Ông bố, thủ môn của đội thủng lưới, cậu con trai lớn, huấn luyện viên của đội bị ghi bàn, cậu em lắc đầu. Không phải, khi có cầu thủ ghi bàn, bố con mình la hét làm mẹ giật thót mình tỉnh giấc. Vậy mẹ mới là người sợ nhất. Đường truyền hay nhất. Một cổ động viên nói chuyện với bạn, lạ thật, không hiểu sao từ ngày khi đội bóng của chúng ta đứng cuối bảng, các cổ động viên đều đến sân vận động rất đúng giờ. Đơn giản thế mà cậu không biết à, bởi vì họ không muốn bỏ lỡ đường truyền hay nhất của đội là quả giao bóng khai cuộc. Thẻ vàng, thẻ đỏ. Trận đấu đang diễn ra sôi nổi, bỗng trọng tài thổi còi phạt. Chị vợ ngồi xem thắc mắc hỏi chồng, lạ thật, chẳng thấy cầu thủ nào va chạm với nhau mà lại thổi phạt là cớ làm sao? Ông chồng giải thích, đó là lỗi việt vị em ạ. Thế nào là việt vị hả anh? Anh chồng gãi đầu, giải thích cho em thật đầy đủ, kể cũng dài dòng, nhưng đại loại là thế này, có một khu vực sân bãi mà bắt buộc bóng và cầu thủ tiến công phải đi cùng với nhau. Cầu thủ nào băng lên trước mà bóng chưa theo kịp tức là bị việt vị, cũng giống như khi anh có muốn sang chơi nhà cô bạn hàng xóm thì dứt khoát phải có em đi kèm bên cạnh ấy mà. Còn thẻ vàng, thẻ đỏ là thế nào? Thẻ vàng là nhắc nhở, khiển trách, cảnh cáo, còn thẻ đỏ là truất quyền thi đấu. Ví như hôm nào anh về khuya, em có ra mở cửa cho anh, nhưng chỉ lủng bủng cầu nhau, đó là thẻ vàng. Còn nếu như em tỉnh bơ không thèm dậy thì đó chính là em đã dùng thẻ đỏ với anh. Chị vợ mỉm cười, thế thì từ nay trở đi em chỉ sử dụng thẻ vàng thôi, dạy gì mà dùng thẻ đỏ để cho anh việt vị. Diễn xuất giỏi, một trung phong do va chạm nhẹ bèn lăn ra ăn vạ trong vòng cấm địa của đối phương. Anh ta giả bộ nhăn nhó và lăn lộn trên sân chẳng khác nào một diễn viên có hạn. Hai nhân viên y tế vội mang cáng chạy vào sân cỏ, thấy vậy trọng tài vội hét lớn, các nhân viên y tế hãy rời sân mau và khiêng về đây một nhà phê bình sân khấu. Thi đấu bằng thơ. Gia đình nọ có một cô con gái tuổi mới đôi mươi, nàng không những đẹp người đẹp nết mà còn là một vận động viên điền kinh xuất sắc. Nhân ngày chủ nhật, có 6 chàng trai cùng đến chơi và xin ra mắt thầy mẹ để được tìm hiểu cô gái. Sau khi nghe các chàng trai ngỏ lời, ông bố nói, các anh đều là những trang nam nhi tuấn tú cả, nếu tôi nhìn không lầm thì các anh là những vận động viên thể thao đã dày dạn trong thi đấu. Tôi chỉ có một mình em nó là gái mà các anh lại có 6 người. Bây giờ xin các anh tự giới thiệu ngắn gọn về mình bằng thơ lục bát. Ai hơn tôi sẽ gả con gái cho. Hoan hô thầy, các chàng trai cùng reo lên đồng ý. Người thứ nhất có dáng to khỏe nhất đọc, con là võ sĩ judo, huy chương mấy chiếc dám phô trước thầy. Người thứ hai đọc tiếp, con đây tuy dáng hơi gầy, nhảy cao, hỏi các vị này dám thi. Người thứ ba nói với vẻ thẳng thắn, thầy ơi chẳng dám xấu chi, bóng bàn cây vợt nhất nhì là con. Người thứ tư tiếp nối, đã mòn nhưng gót không mòn, với môn leo núi có con đứng đầu.
Người thứ năm vốn là vận động viên bơi lội, cho dù biển rộng sông sâu cá kình cũng phải cúi đầu trước con. Chàng trai cuối cùng nói liền một mạch, còn con với trái bóng tròn đã làm tung lưới cầu môn bao lần, nếu thầy có mặt trên sân cô nương chắc chắn sẽ phần cho con. Ông già khoái chí vỗ đùi nói lớn, hay lắm, một lần nữa tôi thấy các anh lại thi đấu ngang ngửa, bây giờ thế này nhé, để em nó quyết.